chiếc công lông ba bánh của chúng ta hôm nay chở 100 mét cọc, quá khủng khiếp. Quá khủng. Loại này thì ô tô nào chở được. Ô tô không chở được như này đâu. Ô tô không chơi được. Ô tô đặt lên mà toàn xe. Đây loại này đấy. Đấy giờ lốp thì tẹt dí vẫn chạy mà. Chỉ có mỗi ở Việt Nam mới chế được ra. Chấp hết các loại kỹ sư không nhận không? Các bạn thấy nó khỏe. Đúng là máy móc có khác cẩu cọc cũng như là cẩu cụ gạch ấy nhỉ. Đấy là những pha phản xạ thần thánh. Không lấy chân đạp ra là tèo đấy. Đúng rồi. Chỉ với cả ở đâu vào để cho công an bắt.